129 Chuyện Đại Anh Vũ. Tiền thân Mahavukha. Bất cứ khi nào cây trái sinh. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một tỳ kheo. Chuyện kể rằng, vị ấy sống trong rừng gần một làng biên địa ở Kosala và nhận được lời giáo huấn từ bậc đạo sư theo các đề tài thiền quán. Dân chúng làm cho ông một am thất trong một nơi họ thường lui tới, cung cấp nơi cư trú cả ngày lẫn đêm và phụng sự ông rất tận tâm chu đáo. Ngày tháng đầu tiên ông an cư mùa mưa, làng ấy bị đốt sạch và dân chúng không còn một hạt thóc nên không thể cúng dường thực phẩm thơm ngon vào bình bát ông. Cho nên, mặc dù ông ở trong một nơi thoải mái, ông lại buồn khổ vì thiếu thực phẩm, đến độ không thể nhập vào thánh đạo hay thánh quả được. Vì vậy, khi hết 3 tháng mưa, ông đến yết kiến bậc đạo sư. Sau những lời ân cần chào hỏi, bậc đạo sư bày tỏ hy vọng là mặc dù khó khăn về thực phẩm cúng dường, ông cũng có được một nơi an trú dễ chịu. Vị tỳ kheo trình ngài về tình hình đã diễn tiến ra sao. Khi nghe ông có được một trú xứ an lạc, bậc đạo sư bảo, này tỳ kheo, nếu sự tình là như vậy, một vị tu khổ hạnh nên dẹp bỏ các thói tham đắm và tri túc với những thức ăn gì mình nhận được để hoàn thành Phật sự của người xuất gia. Các bậc trí ngày xưa khi được sinh vào loài xuất vật, dù chỉ sống bằng bụi bặm trong cây hư mục mà mình cư trú, cũng đã bỏ mọi tham dục, tự biết sống đủ để ở lại nơi kia và hoàn thành đạo lý về ân tình. Thế thì tại sao ông lại bỏ một nơi cư trú đầy an lạc chỉ vì thức ăn nhận được quá ít ỏi thô sơ? Và theo lời thỉnh cầu của vị này, ngài kể câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, có vô số chim anh vũ két sống ở vùng tuyết sơn trên bờ sông Hằng trong một rừng sung. Vua anh vũ ấy gặp lúc trái trên cây mình cư trú đã hết mùa, phải ăn bất cứ cái gì còn sót lại. Dù là mầm, lá, vỏ cây hoặc giác cây và uống nước sông Hằng, vẫn thấy an lạc và tri túc nơi mình sống. Do tâm trạng an lạc tri túc này, chiếc ngai của Thiên Chủ Saka rung động. Saka tìm hiểu nguyên nhân và thấy anh vũ này, rồi muốn thử thách công hành của chim. Ngài dùng thần lực làm cho cây héo tàn, trở thành một khúc thân cây mục đầy lỗ hổng, đứng trơ vơ bị mưa gió dù dập và bụi bặm bay ra từ các lỗ ấy. Anh vũ dương vẫn ăn bụi cây và uống nước sông Hằng, không đi đâu khác, và vẫn đậu trên ngọn cây, chẳng quan tâm gì đến nắng gió. Thiên Chủ Saka nhận thấy anh vũ sống rất tri túc, liền tự bảo, sau khi nghe chim nói về đức tính của tình bằng hữu, ta sẽ đến ban cho chim một đặc ân và làm phép để cây sung sinh trái bất tử. Vì thế, ngài giả dạng một thiên nga cùng với hoàng hậu của ngài là Sura đi trước biến hình thành một nữ thần Atula. Ngài đến rừng sung kia, đậu trên một khóm cây gần đó và ngâm dần kệ bắt đầu đàm thoại với anh vũ. Bất cứ khi nào cây trái sinh, bầy chim đói lại đến đầy cành. Song khi cây đã thành khô héo, lập tức bầy chim bỏ chạy nhanh. Sau lời này, ngài lại ngâm dần kệ thúc giục chim đi chỗ khác. Này ông mỏ đỏ hãy đi mau, ông vẫn ngồi mơ mộng, cớ sao? Hãy nói ta nghe, xuân điểu hỡi, sao ông bám khúc gỗ khô nào? Chim anh vũ đáp, này thiên nga, do ân nghĩa ta không rời bỏ cây này. Rồi chim ngâm 2 dần kệ. Những ai thân thiết tự ngày xuân, biết rõ mọi điều thiện, chánh chân, dầu sống chết hay kia khổ lạc, đều không hề bỏ mặc thân bằng. Ta muốn ân cần giữ thiện tâm, với cây kết bạn đã lâu năm. Ta mong sống dẫu lòng không nỡ, rời bỏ cây khô đã chết dần. Saka nghe chim nói rất quan hỷ, vừa ca ngợi chim, vừa muốn ban chim một điều ước, liền ngâm 2 dần kệ. Ta biết chim giao hữu thật tình, trí nhân chắc chắn phải quan nghênh. Ta ban chim thứ gì mong muốn, anh vũ, ước cho thỏa ý mình. Nghe vậy, anh vũ dương ngâm 7 dần kệ nói lên điều ước. Thiên Nga, nếu bạn muốn ban ân, mong ước cho cây sống lại dần, lần nữa dâng lên sức mạnh cũ,
quả ngon tươi mát mọc đầy thân. Rồi thiên chủ Sa Kha ngâm dần kệ thứ 8 ban đặc ân này. Bạn nhìn, cây quý quả sai đầy, thích hợp cho chim ở chốn này, lần nữa dâng lên sức mạnh cũ, quả lành ngon ngọt mát tươi thay. Cùng với các lời này, Sa Kha bỏ lốt ngỗng, thì hiện phép thần thông cùng hoàng hậu Su Ra, lấy tay múc nước sông Hằng rẫy vào thân cây sung. Lập tức cây mọc lên cành lá xum xuê, đầy trái ngọt như mật, tạo thành một cảnh tượng kỳ diệu như đỉnh núi ngọc bích lồ lộ. Anh Vũ thấy vậy vô cùng hoan hỷ, ngâm dần kệ thứ 9 tán thán thiên chủ Sa Kha. Ước mong thiên chủ mọi thiên thần đều hưởng thọ tràn ngập phước ân, hạnh phúc như chim đang thọ hưởng khi nhìn cảnh tượng đẹp uy hoàng. Sau khi ban điều ước cho anh Vũ và làm phép để cây sung mọc trái bất tử, ngài cùng hoàng hậu Su Ra trở về cõi của ngài. Để minh họa chuyện này, các dần kệ phát xuất từ trí tuệ tối thắng được thêm vào đoạn cuối. Ngay khi anh Vũ chúa cầu mong, lần nữa cây kia trổ trái dần, đế thích cùng bà hoàng biến mất, về vườn thiên lạc cõi thiên thần. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư bảo, như vậy, này tỳ kheo, các bậc trí ngày xưa, dù sinh làm súc vật cũng dứt bỏ tham ái. Thế tại sao nay ông đã được thọ giới trong giáo pháp tối thượng này, lại còn theo các thói sang tham? Hãy về ở lại chỗ ấy. Và ngài trao cho vị này một đề tài thiền quán, rồi nhận diện tiền thân. Vị tỳ kheo trở về và nhờ thiền quán đã đắc thánh quả A-la-hán. Thời ấy Sa Kha là Anuruddha, Analuddha và anh Vũ Dương chính là ta. 430. Chuyện tiểu anh Vũ, tiền thân Kulasukha. Nhìn cây vô số ở quanh đây. Chuyện này bậc đạo sư kể tại kỳ viên liên hệ phẩm Vegangra của Lục Tạng. Sau thời an cư mùa mưa tại Vegangra, khi bậc đạo sư lên đường dẫn đến Savatthi, tăng chúng ngồi tại chánh pháp đường thảo luận và bảo nhau: này các hiền giả, Đức Như Lai vốn là một vị quý tộc Sát Đế Ly, được bảo dưỡng tế nhị, dầu đã thành Phật có đầy đủ thần thông lực, dẫn theo lời thỉnh cầu của một bà La Môn ở Vegangra, an cư 3 tháng với vị ấy, rồi do áp lực của ác ma, ngài không nhận được thực phẩm cúng dường từ tay chị bà La Môn ấy, thậm chí một ngày thôi, ngài liền từ bỏ mọi tham dục và cứ ở lại nơi ấy suốt 3 tháng, sống bằng nước lã và một ít cám xay. Kỳ diệu thay là hạnh tri túc của các Đức Như Lai. Khi bậc đạo sư đến hỏi đề tài thảo luận của các vị, ngài bảo: này các tỳ kheo, không lại vì ngày nay Như Lai đã bỏ hết mọi tham dục, vì ngày xưa khi được sinh làm súc vật, ngài cũng xả ly tham dục. Và sau đó, ngài kể một chuyện quá khứ, bây giờ toàn thể câu chuyện được kể lại với đầy đủ chi tiết, giống hệt như chuyện trước. Sa Kha, nhìn cây vô số ở quanh đây, toàn thể xanh tươi trái mọc đầy, cớ sao anh Vũ còn đeo đẳng, cây đã héo khô tội nghiệp này. Anh Vũ, chúng ta hưởng thọ đã lâu năm, trái ngọt ngon mà cây đã mang, vậy dẫu trái nay không có nữa, cây cần phải được sự quan tâm. Sa Kha, cây chẳng còn sinh trái lá nào, than ôi, cây đã chết vì sao? Nay chim còn trích bày chim bạn, rằng chúng bay đi hết đã lâu. Anh Vũ, chúng yêu cây bởi trái cây thôi, nay trái cây không có nữa rồi. Bọn ích kỷ ngu si tội nghiệp, thân tình ân nghĩa tết mù khơi. Sa Kha, ta đây công nhận mối ơn tình, chim có lòng chung thủy tốt lành, đức hạnh như là anh Vũ chúa, trí nhân sẽ mãi mãi sẽ quang nghinh. Ta muốn giờ đây ta tặng chim điều gì chim ước nguyện trong tim, ta cầu chim nói cho ta biết, điều ước làm tâm được phỉ nguyền. Anh Vũ, mong cây này lại có cơ may, sinh sản lá tươi trái triệu đầy. Ta sẽ vô cùng quan hỷ thấy, bầy chim tìm được bảo tàng này. Thế rồi cây ấy được Sa Kha, rẫy nước hồi sinh để mọc ra, cành lá xum xuê đầy bóng mát, xinh tươi khả ái vẫn như xưa.
ước mong thiên chủ, các thiên thần đều hưởng thọ tràn ngập phước ân, hạnh phúc như chim đang thọ hưởng khi nhìn cảnh tượng đáng hân hoan. Như vậy là cây trái được sinh, nhờ lời anh vũ nguyện ân tình, xa xa trở lại cùng hoàng hậu, an hưởng giường thiên lạc hiển chinh. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy Saka là Anuruddha, và anh vũ dương chính là ta. Thời ấy Saka là Anuruddha, và anh vũ dương chính là ta.